Xin chào các bạn đã đến với buổi quay trực tiếp của thẩm mỹ viện Dr. Vĩnh và mình Chờ Rẫy. Hôm nay bên mình vừa thực hiện xong phương pháp phun mài tán bột nha các bạn. Các bạn hãy cùng mình theo dõi hình ảnh chân mài của chị trước khi thực hiện nha. Đây là chân mài của chị trước khi thực hiện nha các bạn. Thì chân mài của chị đã từng thực hiện phun xăm cách đây thời gian rất là lâu rồi nha. Thì màu chân mài của chị bị nhợt xuống. Ngoài ra thì cái dáng mài của chị đã cũ, thì phần đuôi của chị bị rũ xuống làm cho đôi mắt của chị nhìn rất là buồn luôn nha các bạn. Và với tình trạng này thì chị đã thực hiện lại phương pháp phun mài tán bột. Đồng thời mình sẽ chỉnh sửa lại cái dáng chân mài cho phù hợp với khuôn mặt của chị hơn nha. Thì đây là dáng mài của chị sau khi chỉnh sửa xong và hoàn thành nha các bạn. Sau khi thực hiện xong thì chị có dáng chân mài phù hợp với khuôn mặt của chị hơn. Phần đuôi thì được nâng cao hơn, giúp cho cái phần mắt của chị trong sáng và trẻ hơn nha các bạn. Và màu mực mình đang sử dụng là màu nâu đen. Với cái màu này thì càng tôn lên được cái da của chị nha các bạn. Sau khi thực hiện xong thì khuôn mắt của chị nhìn sáng và đẹp hơn rất là nhiều nha. Và dáng chân mày nhìn rất là tự nhiên và hài hòa với khuôn mặt của chị nữa nha các bạn. Rất là đẹp, rất là tự nhiên luôn nha các bạn. Các bạn hãy nhìn những cái hạt mực được ghim thẳng vào trong da của chị, hòa lộn vào những cái sợi lông của chị thì nhìn rất là tự nhiên và mềm mại luôn nha. Cùng nhìn lại hình ảnh chân mày của chị trước khi thực hiện nha. Thì với cái màu chân mày cũ làm cho khuôn mắt của chị trông rất là tối và nhợt nhạt và không có cái điểm nhấn ở trên khuôn mặt của mình nha các bạn. Đặc biệt là các bạn thể thấy là phần đuôi của chị bị rũ xuống và cái dáng mày chưa được cân chỉnh hai bên. Điều này làm cho đôi mắt của chị nhìn buồn và tối. Và đây là chân mày của chị sau khi được chỉnh dáng và cũng như mình phối màu mới cho chị thì giúp cho khuôn mắt của chị nhìn sáng và đẹp hơn rất là nhiều nha các bạn. Rất là tự nhiên luôn nha. Với dáng mài này tôn được cái khuôn mặt của chị rất là nhiều luôn nha các bạn. Các bạn đang theo dõi phương pháp phun mài tán bột nha. Đây là chân mài vừa mới thực hiện xong luôn nha các bạn. Rất là tự nhiên và rất là đẹp nha. Các bạn đang theo dõi phương pháp phun mài tán bột. Các bạn có nhu cầu hãy để lại số điện thoại đi được trực tiếp bác sĩ Vĩnh, khoa thẩm mỹ bệnh viện Chợ Rẫy tư vấn. Hoặc các bạn có thể gọi đến số 0905388576. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi quay ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi quay sau.